Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Đến hôm nay thì Đam Mê Cá Vàng đã đạt được cột mốc là 10.000 subscribe rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn, đến các quý anh chị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Đam Mê Cá Vàng trong thời gian vừa qua nha. Hôm nay thì khi mà làm clip này thì mình mới có một ít thời gian để mà đọc comment bình luận của các bạn. Thì từ đầu dịch tới giờ thì đáng lý là mình nghĩ rằng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho Đam Mê Cá Vàng hơn. Rồi mình nghĩ rằng mình sẽ ngồi cả ngày luôn để mà trực tư vấn cho các bạn. Nhưng mà mình không ngờ rằng mình bận quá đến mức độ là không có dành nhiều thời gian cho Đam Mê Cá Vàng như mong muốn được. Thì qua đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã yêu thương Đam Mê Cá Vàng. Có những anh chị khi mà gọi cho mình á thì các anh chị nói rằng lúc trước thì hoàn toàn không có muốn nuôi cá, nhưng mà từ khi xem clip của mình thì thích quá nên mới bắt đầu nuôi. Những cái lời động viên như vậy khi mà nghe được có khi là mình sẽ vui cả ngày luôn ấy, vì ít nhất là mình biết được cái việc làm của mình sẽ có giá trị bên cạnh các bạn và anh chị đồng hành và ủng hộ, cũng như là thông cảm với những khó khăn của Đam Mê Cá Vàng. Cũng có không ít những lời trách móc tiêu cực, mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn như vậy. Mình có thể vui cả ngày với một cuộc điện thoại, một lời động viên của các bạn, nhưng mà những lời nói tiêu cực của các bạn thì sẽ không lấy đi được một phút chán nản của nhóm mình. Vì bản thân nhóm mình cũng đã lớn rồi, cũng không phải là tuổi trẻ để mà lập kênh ra sau đó thì trông chờ sự ứng của các bạn. À, nếu mà không có thì sẽ ngồi đó buồn cả ngày, hoặc là sẽ dành thời gian, hết tất cả thời gian của tụi mình để mà chống trả những cái lời nói tiêu cực. Và mình thấy rằng cả cuộc đời này sẽ có hàng nghìn, hàng trăm sự lựa chọn, và cảm ơn các bạn đã dành một phút để gửi những lời đó đến bọn mình. Kênh mình lập ra với mục đích là sẽ dùng kinh nghiệm mình đã nuôi cá và kiến thức mình đã tập hợp lại sau khi đọc tài liệu để có thể giúp các bạn không còn lặp lại những cái tình trạng như mà mình đã gặp. Chứ mình không lập kênh ra để mong cầu sự yêu thích từ tất cả mọi người, nên là ai hợp với nhau thì sẽ đi được với nhau thôi. Nếu các bạn cảm thấy cuộc đời này quá cay đắng và gặp ai các bạn cũng có thể chống trả bằng cái phương thức cay đắng bằng lời nói như vậy, thì các bạn có thể ghé qua kênh Việt Nam Confit. Nơi đây các bạn sẽ có những video cá, những đoạn văn hay để các bạn giải trí. Còn nếu không vừa ý nữa thì có lẽ là chúng ta đã không thuộc về nhau rồi. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ thì mình sẽ đi vào video chính của ngày hôm nay nha. Đã có bao giờ các bạn gặp cái trường hợp là rõ ràng khi mà bạn đi tới tiệm thì bạn thấy rằng chú cá của bạn rất là khỏe, chú cá đó rất là khỏe nên là các bạn mới chọn để mua về, nhưng mà khi mà mua về sau khi thả vào hồ thì cá lại chết liền luôn, hoặc là rất là yếu sau đó và chết liền hay không? Thì nếu mà đối với tình trạng như vậy á, thì 90% là cá bị sốc pH. Mà sốc pH có nghĩa là chất lượng nước bị biến đổi bất ngờ, do đó cá vàng không thể xử lý kịp và bị sốc và dẫn đến chết. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ điều này với các bạn, đặc biệt là đối với các bạn mới nuôi cá thì các bạn chưa biết cách xử lý, chưa biết cách phòng chống làm sao để cho cá vàng không khỏi bị sốc pH. Nên là hôm nay cái video clip này đặc biệt dành cho các bạn mới nuôi cá. Tuy nhiên, đối với các bạn mà đã nuôi quen rồi á, thì cũng có đôi khi các bạn gặp tình trạng này. Nên là các bạn cũng có thể xem video clip này. Và mình cũng muốn chia sẻ trước luôn là video này nó không có một cách chữa thần thánh nào khiến cho cá đang sốc mà sẽ trở nên tỉnh liền, hết liền cả. Nên là nếu các bạn đang mong chờ một cách chữa khiến cá hết sốc liền thì mình nghĩ rằng video này không thể đáp ứng được điều bạn đang mong muốn. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu sốc pH là gì nha. Thì sốc pH là một triệu chứng xảy ra ở cá nước ngọt, ví dụ như là cá vàng nè, cá nhiệt đới, cá đĩa, cá rồng và các loại cá nước mặn và tất cả những cái sinh vật sống trong nước. Và nó có thể xảy ra ở các loại tôm nữa. Và nó không xảy ra trong môi trường điều kiện pH phù hợp với từng sinh vật, mà nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta di chuyển chú cá đó sang một cái hồ mới. Lúc mà mới thay nước thì pH thay đổi đột ngột làm cho sinh vật bị sốc pH và chết. Nếu mà so sánh với người của mình á thì nó giống như kiểu là mình bị say nắng hoặc say độ cao. Say độ cao nghĩa là khi mà bạn từ mặt đất xong bạn lên một nơi cao thì là cao, hoặc là bạn say nhiệt độ khi mà bạn nhảy xuống một cái hồ nước lạnh giữa mùa hè, hoặc là tắm nước lạnh tay chân lúc đó bạn sẽ không có cử động được, hoặc là mạch tim nó sẽ đập nhanh hơn. Nhưng mà cái sự sốc pH này nó còn tùy thuộc vào khả năng thay đổi chất lượng nước nữa. Và
Có nghĩa là tùy thuộc vào cái việc mà cái chất lượng nước nó thay đổi nhiều hay ít. Nếu mà thay đổi quá nhiều á, thì cá nó bị sốc nhiều thì rất là nguy hiểm. Và nó thường xảy ra với các bạn mới nuôi. Như mới nãy mình có chia sẻ, đối với các bạn mới nuôi thì các bạn vẫn chưa biết cách xử lý, nên là cái việc sốc pH nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Đối với các bạn mà đã quen nuôi rồi á, thì nó sẽ ít xảy ra hơn. Tuy nhiên đôi khi các bạn cũng cũng đôi lúc là sẽ bị cái trường hợp này. Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về nguyên nhân vì sao dẫn đến cá vàng bị sốc pH nha. Thì nguyên nhân cá vàng bị sốc pH đó, nó sẽ có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là do thả cá vào hồ mà không có trung hòa nước. Nguyên nhân thứ hai đó là lúc mà bạn thay nước thì cái lượng nước thay quá nhiều, nên là cái chất lượng nước bị thay đổi quá lớn khiến cho cá bị sốc. Vậy thì cá vàng bị sốc pH thì nó sẽ có những triệu chứng như thế nào? Đầu tiên á, là sau khi bạn thả cá vào là sẽ thấy tí xíu thôi là sẽ thấy là cá nó chết ngửa bụng lên trên. Triệu chứng thứ hai là bạn sẽ quan sát thấy cái mắt của cá nó sẽ trắng đục. Thứ ba đó là cái mang cá sẽ sung huyết, nghĩa là sẽ mở ra và đỏ lên. Tiếp theo là ngay khi thả cá vào hồ thì bạn thấy là cá nó vừa bơi mà cái kiểu mà xoay vòng tròn, giống như nó không có còn tỉnh táo, vừa bơi mà kiểu vừa xoay vòng tròn. Triệu chứng thứ năm đó là cá đột nhiên sẽ không hoạt động, nó sẽ đứng im luôn. Triệu chứng thứ sáu đó là hoạt động của mang cá bỗng trở nên thở gấp hơn, cái sự thở nó không có còn đều nữa mà nó có hơi phần dốc. Triệu chứng thứ bảy là cá nó sẽ bơi loạn trạng. Và ở trên đó là 7 triệu chứng khi mà cá vàng nó có dấu hiệu là bị sốc pH. Sau khi mà các bạn thả cá mới mua vào hồ thì bạn hãy quan sát xem là có chú cá nào bị những triệu chứng như vậy không. Nếu mà bị triệu chứng như vậy thì khả năng rất cao, khoảng 90% là chú cá của bạn đã bị sốc pH. Vậy thì đối với tình trạng cá vàng bị sốc pH thì chúng ta cần phải làm gì? Đối với trường hợp mà cá bị sốc pH á, thì thật ra là ai cũng muốn tìm một cách nào đó để có thể xử lý triệt để mà đưa cá vào một tình trạng không nguy hiểm nhất, ngay bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà rất tiếc là không có một cách điều trị nào hiệu quả hoàn toàn cả. Bởi vì khi mà cá bị sốc pH là nó đã rơi vào tình trạng rất là nguy hiểm rồi. Và lúc này cách tốt nhất á, đó là mình sẽ đưa cá quay vào môi trường trước đó. Nhưng mà bởi vì bạn đã mua rồi, bạn đã di chuyển cái chú cá đó từ cái hồ của tiệm cá về nhà bạn rồi, nên là cách này hầu như không thực hiện được, không khả thi. Và nếu mà có thực hiện thì vẫn không kịp. Với trường hợp cá bị sốc pH á, thì cũng có nghĩa là cá nó cũng đã gần chết rồi, nên là quan trọng là bạn phải ngăn ngừa hết sức có thể cái điều đó nó xảy ra. Để chống pH, điều quan trọng là bạn phải thực hiện trung hòa nước, thay nước và kiểm tra nước. Để mà chống cá vàng bị sốc pH á, thì mỗi lần thay nước bạn có thể xem qua cái video cách thay nước an toàn cho cá vàng mà mình đã chia sẻ. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cách để mà thay nước an toàn để cho cá nó không bị sốc. Và khi mà di chuyển cá sang một cái hồ cá khác á, thì bạn nhất định phải trung hòa và điều chỉnh nước. Trung hòa nước là một trong những cái điều cơ bản để mà nuôi cá vàng. Bởi vì khi mà cho cá quen với nhiệt độ và chất lượng nước trước khi di chuyển á, thì sẽ phòng chống được cái chuyện mà cá bị sốc pH. Và để phòng chống được cá bị sốc pH thì bạn cần phải lưu ý những gì? Thứ nhất đó là bạn phải chú ý cái lượng nước thay. Mặc dù là cái điều này nó còn phụ thuộc vào kích thước bể cá và cái số lượng cá trong bể của bạn, nhưng mà nhìn chung á, là bạn nên thay nước là từ 1 đến 2 lần một tuần và khoảng 1 phần 3 lượng nước trong bể cá. Nếu mà lượng nước thay cùng một lúc mà thay với một lượng nước nhiều quá thì cái chất lượng nước sẽ thay đổi nhanh chóng và sẽ dễ xảy ra hiện tượng là cá bị sốc pH. Ngoài ra nếu mà bạn không thay nước trong một khoảng thời gian dài á thì cá nó sẽ quen với cái môi trường nước đã nghiêng về tính axit rồi. Lúc đó khi mà bạn tiến hành thay nước và bạn không có trung hòa pH mà chỉ khử clo như bình thường thôi á, thì cho dù là thay một cái lượng nước ít thôi thì cá nó cũng sẽ bị dễ bị sốc pH nữa. Vậy nên ở quan điểm cá nhân của mình là dù là cái lọc của bạn có mạnh đi chăng nữa thì mỗi ngày hoặc là khoảng 2-3 ngày một lần bạn nên thay khoảng 30% nước.
hai ba ngày một lần nên thay 30% nước là đối với những cái hồ cá mà có lọc mạnh thôi nha. Còn đối với những cái hồ cá mà có lọc yếu á, thì mình khuyên các bạn mỗi ngày các bạn nên thay khoảng 30% nước. Khi mà làm như vậy thì bạn mới có thể đảm bảo được cái lượng nước vừa phải cho cá và vừa cho cá quen được với việc thay nước và tạo môi trường sống nghiêng về cái tính kiềm yếu như là cá vàng mong muốn. Và thay nước thường xuyên như vậy cũng làm cho cá mau lớn nữa. Và một điều bạn cần phải quan tâm nữa đó là bạn phải kiểm tra nước định kỳ. Khi phân và thức ăn dư thừa còn dư lại trong hồ, đó là những cái nguyên nhân dẫn đến cái chất độc hại được tạo ra và tích tụ và làm suy giảm chất lượng nước. Và ngoài ra, cái chất lượng nước nó cũng sẽ bị biến đổi chậm chậm do cái ảnh hưởng của những cái vật khác ở trong hồ, ví dụ như là đá hoặc là cây lũa hoặc là cát đáy để trong hồ. Với lại chất lượng nước khi mà bạn nhìn bằng mắt á, bạn không thể nào biết được, nên là để chắc chắn á, bạn hãy kiểm tra nước định kỳ bằng cách là bạn phải mua một cái thiết bị đo pH á, cái này nó cũng rẻ thôi à, để mà các bạn đo pH để mà biết được là cái lượng pH đang ở như thế nào để có thể điều chỉnh được. Khi mà đo pH như vậy á, thì bạn sẽ biết được là cái pH của trong cái hồ cá của bạn là nó sẽ cao hay là thấp, và bạn sẽ tùy cơ ứng biến, có nghĩa là tùy cách mà bạn sẽ điều chỉnh cho nó có độ pH thích hợp. Thì về cái việc mà điều chỉnh pH và cái nồng độ pH trong hồ cá thì mình đã có chia sẻ một cái video trước đó rồi, mình có để ở link ở bên phía góc bên tay phải ở phía trên đó, các bạn có thể click vào link ha, hoặc là các bạn có thể tìm cái từ khóa là nồng độ pH trong hồ cá và cách sử dụng vỏ hầu để mà tăng pH. Mình nghĩ rằng về cái vấn đề pH có chắc là ở một cái video khác nữa mình cũng sẽ làm một cái vấn đề về pH nữa, tại vì nói ở một cái video thì nó cũng không thể nào hết được. Vậy là video của mình đã kết thúc rồi. Hôm nay mình chỉ làm ngắn gọn về cái việc chia sẻ cách phòng chống cá bị sốc pH thôi. Trong cái việc mà chống cá bị sốc pH á, thì là vẫn là quan trọng, đó là cách mà chúng ta xử lý nước và trung hòa nước trước khi thay nước. Ở cái vấn đề này mình cũng đã chia sẻ trong cái video cách thay nước an toàn cho cá rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng chắc nó dính chùm ở trong đó thì nó cũng khó để các bạn tìm á, nên là mình sẽ làm một cái phần đó riêng luôn, làm thành một phần riêng nhưng mà ngắn thôi, nhưng mà các bạn có thể tìm kiếm khi mà cần thiết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.